Vâng, chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Vâng, em xin tự giới thiệu, em Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên anh em nhé. Số điện thoại 0989971780. Thì hôm nay cũng rất là vui để có thể là nói với anh em thế này. Em dọn kho thì lại mới ra được hai ông investor mà cực kỳ xịn sò mà đẹp thế này, để thì phí quá, lâu quá thì chả lắp cho ai. Đấy thì mang ra để bán lỗ cho anh em đây, bán xả bán chiên cho anh em đây. Thì đây là trên tay là hai em inverter solid 3 kW anh em ạ. Đấy, mã cốt mã vạch này solid bản quốc tế nhé, bản 4G anh em nhé, solid 4G đấy. Đây, mã cốt mã vạch đầy đủ này, còn chưa cả khui thùng này. Đấy, vẫn còn chưa cả khui thùng, vẫn băng dính của nó vẫn còn nguyên này. Đấy, còn cái này thì em khui ra trước rồi. Thế nên để mà nói về solid thì anh em mình cũng là một biết rõ đó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi, cực kỳ tốt rồi. Đây anh em nhá, chưa sử dụng một tí nào, mới của là khui thùng thôi. Đây cái thanh của nó này chưa có vết khoan này, chưa khoan này, sách hướng dẫn này, màn hình này mới tinh tình tình luôn, chưa có một vết đụng chạm nào nhá. Đấy, đây là phụ kiện này, gồm có rắc cắm này, đấu lối điện này, còn một cái túi nữa cơ. Đây, wifi anh em ạ, wifi của cái solid này khá lớn. Đấy, wifi của solid này khá lớn. Thì giá bao nhiêu thì lát nữa là em sẽ công bố ở cuối video đấy, để sơ sơ để nói cho các bác biết, vẫn còn nguyên trong túi bóng ni lông đấy, mới tinh 100%, nhưng mà cái giá thì thanh lý thôi. Nên là anh em nào mà vừa chân mà đúng miếng thì xin mời liên hệ với em. Đấy, để em nhấc hẳn nó ra ngoài, để em kê cái máy xong nhấc hẳn nó ra ngoài xem thế nào là. Đây, ok. Ôi, cái này cái túi bóng của nó còn còn chưa cả cậy được các bác ạ. Đây, cái này bây giờ mới xé, không cứ xé ra. Anh thôi để nguyên như này đi, để nguyên như này để cho nó xem thế nào đây. À đây, cái này u nó rắn keo anh em ạ, bóc ra cho anh em dễ nhìn thôi. Đấy, để mà nói là mới 100% anh em nhá, chưa động chạm gì cả. Nếu mà dòng solid này thì em phải biết là chắc chắn là nó hơn ông sofa rồi, chắc chắn một điều là hơn sofa. Đây, cổng của nó đây, DC switch này thì nó chỉ có một cổng thôi, chỉ có một cổng anh em nhé. Công tắc on off này, on này, off này, đây là điện này, đây là cổng com này. Đây là cổng DRM, cổng gì thì em cũng chưa xử lý con này, chưa biết là nó đựng chứa đựng cái gì và công dụng thế nào. Thì anh em nào biết thì comment giúp em một cái. À, CT đấy, ô có CT này, không biết là con thực hiện được chế độ bán tải không, thì lúc nào em lên video sau. Vậy có cổng CT các bác nhá, kẹp kẹp bán tải đấy. Đấy, solid mới 100% bản 4G anh em nhá, tuyệt vời, mới chưa động chạm còn nguyên bảo hành, chắc chắn một điều là như thế. Em quay qua thông số một chút cho anh em xem này. Điện áp đầu vào tối đa 600V này, MPPT là từ 80 đến 500V này, mắc của tấm pin là 11A này. Đấy, điện áp là 230V này, 50-60Hz này, 3000W này, mắc AC được 3300W này. Đấy, giải hoạt động điện, nhiệt độ hoạt động là từ 25 đến âm 25 đến 60 độ C này, IP65 này. Đấy, mới 100% anh em nhé, chưa động chạm một vết dao, một vết nghịch nào cả. Đây, hút ẩm đây,
Nói là tuyệt vời. Cái phụ kiện của nó thì có gì nào, em xem nào. Một wifi này, wifi chưa cậy luôn này. Có hướng dẫn wifi này, có hướng dẫn kết nối này. Một chuôi cắm này, cắm điện này. Và hai rắc MC4. Có vậy thôi. Một sách hướng dẫn. Đấy. Thì để lâu quá thì cũng thấy lãng phí. Và cũng cần phải thu hồi vốn về. Nên cho nên là anh em có nhu cầu thì xin liên hệ với Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. 0989971780, shop chiếc mới tinh đây, hai con hộp, hai hộp nhá anh em nhá. Đấy, giá em công khai là con này em bán 6.500.000, mới nguyên còn bảo hành anh em nhá. Anh em nào thích thì kết thì liên hệ là lấy thôi. Yên tâm tuyệt đối. Solid 3kW, chắc chắn là hơn sofa rồi, sofa nó chỉ bé bằng này thôi. Bằng cỡ 2/3 con Solid này thôi. Anh em nhá. Đấy, đấy là tất cả những cái gì muốn truyền tải đến anh em ngày hôm nay. Chúc anh em có những cái lựa chọn phù hợp với lại tài chính cũng như là sở thích của bản thân. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy hay thì xin cho em một nút đăng ký kênh, ủng hộ em làm những cái video mới. Xin cảm ơn.